Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất chơi Tết 2023, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Giờ chúng ta sẽ đến với kèo đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Một kèo mà ngày hôm qua mình delay vì đập xịt Beckham Icon Nam. 124 tỷ là số tiền mà fan Đại gửi về cho iLove nhân ngày kỷ niệm sinh nhật của Đại. Lời đầu tiên anh xin chúc mừng sinh nhật Đại. Tuổi mới nhiều niềm vui, nhiều may mắn, nhiều thành công, nhiều sức khỏe. Thì Đại gửi cho mình một cái kèo cũng cái form tiền rất là hợp lý thôi, tầm 100 tỷ. Cái form tiền này thì mình đã cố gắng bảo bạn ý hãy cho anh một cái tiêu chí rõ ràng, hãy cho anh một con hàng mà em thích đi. Nhưng cuối cùng Đại vẫn nói không sao anh Giai ơi, anh build sao cũng được, ngon neo rank ổn là được anh ạ. Tối anh like cho em nhé. Thế các bạn, những cái người không có tiêu chí làm tôi rất đau đầu. Thế này thì 100 tỷ này tôi cũng không biết là làm cái gì cả anh em ạ. Thế chắc là anh em mình làm tí giao dịch nhá. Anh em mình làm tí giao dịch rồi anh em mình làm tí vote được chưa ạ? Trong cái tầm tiền này anh em mình cùng tương tác với nhau cho nó vui. Ok chưa ạ? Nhá. Anh em đồng ý phương án giao dịch cho tôi xin phí 10 nhá. Chốt giao dịch để build team. Rồi, rất nhiều những phím 10 rồi. Chúng ta sẽ đến với tân giao dịch với thằng cò này nhá. Rồi, con hàng build team sẽ phụ thuộc vào trong những con hàng cò, những con hàng này nhá. Dạ ai đây? Rồi, Best of Aero, đó là Booner. Tiếp theo đó, Unsung Prayer là Pedro. Kế đó, Paris Saint-Germain là Neymagia. Và cuối cùng sẽ là Congolo với thẻ cộng 6 mùa úp. Rồi chúng ta sẽ có đâu đó 4 nước dưa như thế này. Anh em cùng vote nha. Cùng vote lấy ai là sau đó chúng ta build một cái team xung quanh sao cho là mạnh nhất dành cho bác chủ được chưa ạ? Một content đến rất là tự nhiên và có cái sự tương tác dành cho anh em mình được chưa ạ? Congolo có Hà Lan nhá. Leyman thì cũng Brazil các thứ nhiều phết đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với loạt vote của các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tương tác với nhau. Nói chung là cái video này sẽ dành tặng cho những anh em đang xem video. Anh em sẽ là người có quyền sinh sắp việc số tiền này sẽ phá vỡ được đâu ấy. Sao anh em vote bú lơ nhiều ấy nhở? Bú lơ thì thực ra là nó sẽ có Chen này, có MC này, có Bỉ này. Thực ra Bỉ để mắc binh tôi nghĩ là Bỉ không mạnh. Tôi sẽ build cái team là mạnh nhất chứ. Vì thực sự là bác chủ đã không còn một cái gì giờ nên là tôi sẽ build nó có tâm một tí. Build sao nó mạnh nhất cho bác chủ. Bây giờ mà để mà build những cái đội hình tier 2, tier 3 như ở WhatsApp chắc tôi không build đâu. Mà thật sự bây giờ 100 tỷ chúng ta phá như vậy thì không được. Bác chủ đội hình không còn cái gì cả. Anh em vote này, vote trái phố cho tôi cái. Chưa gì được 500 vote đây này. Tầm lên tầm khoảng 888 vote là chúng ta chốt nhá. Anh ơi, có kết quả rồi. Thực ra tôi thật bây giờ 43% chọn bú nơ. Thì tôi thật kể cả lượt vote lên 1000 thì cũng đéo ai có thể vượt qua được bú nơ cả. Thôi chốt luôn nhá. Chúng ta sẽ lấy bú nơ. Bú nơ sẽ là con hàng mà chúng ta sẽ chốt sổ. Ok, bú nơ. Rồi chúng ta sẽ cùng xem lại là bú nơ sẽ búp những cái team gì. Rồi, với bú nơ của mùa BOE, chúng ta sẽ có những cái team rất mạnh như sau. Mạnh nhất sẽ phải nói đến là Chelsea. Chelsea sẽ là team mạnh nhất với bú nơ. Cái đó sẽ là Manchester City. Sau đó có thể là Bỉ. Và những cái team như kiểu Wolfsburg, Bremen hoặc là Genki thì có lẽ là những cái team kiểu tier 3, tier 4 thôi. Không tính tiền rồi. Cá nhân mình là mình vẫn muốn build cho bác những con Chen anh ạ. Tầm tiền MC mà build tầm này tôi nghĩ là vẫn là hơi non. Nó thật là hơi non. Thôi lấy con Chen cho bác chủ nhá. Để tôi xem là cập nhật vào cái thời điểm này, những cái thời điểm kiểu cuối tháng 2 năm 2023 thì một con Chen 100 tỷ nó đủ lực để anh em neo rank hay không nhá. Rồi bú luôn nhá. Nói gì nói, Chen ở trong team color mạnh nhất trong top 5 phải có mặt Chen. Thì xem Chen bây giờ có những cái lựa chọn như thế nào nhá. Chỉ số tầm 108 phát lên cho tới 112. Con trung vệ đầu tiên tôi đã nghĩ đến Rüdiger rồi. Chắc chắn phải có Rüdiger trong cái tầm tiền này của Rüdiger. Rüdiger U vừa tiền nhờ, đẹp thế nhờ. Tầm 100 tỷ thì không bao giờ bỏ qua được Rüdiger 21U trong bất kỳ những cái team color nào mà anh em build, từ Đức cho tới Real cho tới Chelsea rồi là team quốc dân, tầm chục tỷ không bao giờ bỏ qua Rüdiger một lần các bạn. Rồi Rüdiger 9.7 được chưa ạ? Rüdiger 9.7. Tôi sẽ chốt luôn một con trung vệ đá cặp luôn nhá. Tomori này thì nó hơi chua một tí nhưng mà nó cũng ngon. Nhưng mà thôi, cái tầm tiền chục tỷ anh em cũng chỉ lấy tầm chục tỷ quay đầu thôi. Nhiều quá nó cũng hơi phí. Rüdiger Tomori này mua được thì ngon nhờ. Tomori một SPL này anh em có thằng mấy cặp trung vệ chạy 120 mấy nhìn sướng vãi lìn luôn. Tomori là một lựa chọn hay. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có De Zaini và Silva nhá. Đấy là hai cái option ổn cho anh em. Bốn con trung vệ thích nhất của Chen là Tomori, Rüdiger, Silva và De Zaini. Silva MC tôi cứ tưởng tôi mang 1000 tỷ tôi đi chợ vậy mà mua Silva MC8. Anh em hãy thực tế một chút đi nào, hãy thực tế đi xem nào. Chen mạnh, Chen mạnh nhở, tính nhất Chen tầm tiền này ổn phết đấy. Rồi chúng ta sẽ lấy đầu tàu. Đầu tàu thì Seva cái giá này thì nó là bố của hay luôn ạ. Bố của hay luôn, Seva của bồ cáp. 33.3 tỷ thôi nhá, tròn tiền. Còn 66 tỷ. Rồi đảo xuống làm tí tín giữa các bạn, làm tí tín giữa cái.
tuyến giữa bây giờ cũng phải cân đối tiền phết anh nhá. Phải cân đối tiền, bây giờ chúng ta cũng không có nhiều lắm thì chúng ta phải cân đo đong đếm từng đồng một, phải cân đo đong đếm. Thôi lấy mẹ ba lắc của mụ FS thôi, giá lạnh vừa miếng 16 tỷ 2. Rồi lấy con bú nơ là nhạc trưởng chứ. Bú nơ thì anh em lấy mùa U này là ổn rồi này. Thực ra có bú lơ rồi nhưng chắc là tôi bán bú lơ kia đi. Lấy bú lơ mùa này nhá, 13 tỷ 6 đi. Rồi một con trụ nữa. Một con trụ nữa thì anh em có thể làm một con Michael Essien, hoặc cũng có thể làm một con Petty. Essien tầm tiền này nghe cũng chua phết nhở. 18 tỷ cơ à, càng phết nhở. Petty bao nhiêu tiền nhở? Petty giảm giá cao thế nhở? Có phải chưa ổn, có phải chưa ổn. Gulit giá mùa MC đâu nhở? Xem con Gulit MC giá bao nhiêu tiền, mua nó bó vào nó đỡ tiền đấy. Đây Gulit MC thôi anh em ơi. Đấy Gulit mùa này thôi, không cần nhiều tiền lắm nhá. Chúng ta đang hơi ít tiền. Lấy Gulit MC đá giữa cùng với ba lắc Kevin nhạc trưởng, bây giờ đầu tư đôi cánh. Đôi cánh tầm 3 xịt, cố gắng lấy cái chân 5 năm cho nó sang chảnh. Cố gắng lấy cái sân 5 năm cho nó sang chảnh. Có Pero và Hazard, Hazard vừa tiền đấy nhờ. Enzo đá đấm đéo gì, tức thật các bạn. Enzo chưa có cửa được một cái team trend. Enzo 13 tỷ, à quên, Hazard 13 tỷ. Cánh còn lại đẹp mẹ mua về luôn kìa. Nghe có vẻ hớ quá nhờ. Anh em lấy BTB á, BTB cũng hơn một chút tiền. Thế lấy con Gulit lên BTB để nhìn nó sang lên tí nhá. Làm con Gulit BTB được to lên chút rồi ok nhá. Gulit lấy mùa này thì tầm 10 tỷ tư thôi, không phải vội nhá. À bây giờ chúng ta sẽ cần một con cánh nữa, nhưng mà trước đó mình sẽ mua con thủ môn đã các bạn nhá. Trước đó mình sẽ mua con thủ môn trước. Anh ạ, một con thủ môn trước để cho nó cứng cái đội hình gái. Chủ công cao trên 1m95 chắc chỉ có tỏi, tỏi với Martinez là ổn nhất rồi. À Mendy, xin lỗi Mendy. Tầm tiền này đến làm con tỏi thôi anh em ạ. Tỏi World Cup này rẻ ấy nhở. Tỷ 9 này, mua mẹ luôn nhá, tỷ 9. Mà chỉ số 108 này là đẹp. Ok luôn làm con tỏi nhá. Bây giờ còn 10 tỷ để mua cánh còn lại anh em ạ. 10 tỷ mua cánh còn lại, 10 tỷ mua cánh còn lại cũng là chân 5 năm cho uy tín đi. Pero úp, tôi sợ hết mẹ tiền rồi anh em ơi. Tầm tiền này đang hơi với rồi. Jo câu mà mùa này mua được ngon quá. Jo câu mùa này mua được thì ối dồi ôi luôn đấy nhá. 3 tỷ rưỡi hơi khó. Hơi khó cho anh em mình, cao này hơi khoai. Bán Kenvi đi hả? Cũng có vẻ hợp lý nhờ. Cái nước dưa này còn lại thì để tôi check lốt nha. Pedro úp à? Cố lấy bây giờ thì mình phải giảm cái đéo gì đi nhờ. Hay là bỏ con Silva tạm thời, bỏ Silva nhá. Bỏ Silva tạm ra, lấy Pedro trước các bạn ạ. Lấy Pedro trước. Pedro anh em phải mua FA hoặc là mùa úp. Mùa úp là mùa ngon, tôi đá rất sướng mà tốc độ chạy thích cực kỳ. Pedro chạy thì nói chung là nó đã rất là ổn định theo thời gian rồi. 12 tỷ 9 nhá. Rồi bây giờ còn 10 tỷ mua con trung vệ nữa các bạn. 10 tỷ mua con trung vệ nữa. Thực ra là to cái này chúng ta phải nhỏ cái kia. Đôi khi cũng lấn phết ấy. Silva BTB này mà mua được thì húp ngon nhỉ. Nếu mua được. Con này mua nổi đâu. Tomori mùa này mua khó lắm. Hoặc là Tomori SPL 6 được các bạn ạ. Nó là option được nhá, 8.5. LL 6 nó là một option được. Một option hay được đấy anh em ạ. Lấy 8.5 nhá. Thôi lấy con Tomori 8.5 đi anh em ơi. Con này lương 20 cũng được. Thực ra tôi rất là muốn mua SPL các bạn ạ, nhưng mà con này nó giá nó sẽ hơi ảo nên khó mua lắm. Thôi anh em lấy tạm mùa ấy được nhá. Mùa lỡ lở cũng được nhá, cho nhanh. Cái Tencent tôi cảm thấy nó cũng không thích như đá Tomori. Tomori nhìn nó vẫn chiến đòn hơn. Nếu mà ưng hơn thì chắc là tôi lấy con Silva hoặc Dzaniny mùa này mua đó. Nhưng mà thôi lấy mẹ con Tomori cho nó nhanh các bạn. Lấy mẹ cặp Tomori với Rüdiger đá cho nó chiến đòn nhá. Tomori phải lên cộng 6, nhìn cho chỉ số nó đẹp. Thì khi vào hệ thống này thằng nào cũng chỉ số trong tầm 18 trở lên các bạn ạ. Nó ok hơn mà lương thằng này tốt. Tí nữa chúng ta cân được đôi cánh nó ổn ổn nhá. Cân thử lương anh, cân thử quả lương xem đội hình này như thế nào. Đầu tàu Seva uy tín nhỉ. Đá một tiền đạo thôi nhá. Đội hình này là 4-2-3-1. Kevin đây này. Kevin mùa U, Pedro một cánh, Eden Hazard cũng là một mùa hay nhá. Ba lắc cả về mẹ luôn anh em ạ, nhanh thật. Gulit thì là mùa BTB này. Thằng này là Tomori mùa LL đúng không? Củ tỏi nhá, thứ các củ tỏi mình đang mua mùa này tại vì chỉ số nó đẹp mà lại lương tốt. Không thì anh em thể đổi những cái mùa nhỏ hơn như kiểu MOG hay là E21 đều được nhá. Mà cái chỉ số này có tỷ 9 thì anh em mình săn thì vẫn ok. Tỏi thì thực ra mùa nào nó bắt cũng hay thôi. Thế bây giờ xem lại hệ thống lương xong rồi, nhưng mà giảm xuống một chút thì anh em giảm cũng được này. Bây giờ chúng ta còn đâu đó khoảng 32 lương cho đôi cánh nhá. Dư lương nhỉ, tính ra đội hình này lại đều nhá. Tính ra đội hình này chúng ta build lại đều. Có thể lấy một con James bên cánh phải đi. Tầm 100 thôi. Cố trên 100 chỉ số là ổn rồi. James mùa U lương 16. Thằng này hơi ảo một chút nhỉ. Hơi ảo một chút nhưng mua cũng được các bạn. Nó được việc nhá. Nó được việc, đỡ phải mất công đập. Thì cánh còn lại anh em mình cũng là lương 16 thôi. Chân trái 5, lương 16 quay đầu. Nếu mà có con nào không đẹp thì anh em mình lại quay xe con khác nhá. Lương 16 đéo con nào à? Ít thế. Thế giảm tí tỏi nhỉ. Giảm tí tỏi nhỉ. Tỏi chắc là giảm thành lương 17 thôi. Nếu tỏi mùa OG thôi cũng được. Thì lúc này chúng ta sẽ có lương 18 quay xe đi. Cho nó dày một tí anh ạ. Marco Alonso à? Ben Chilwell lương 17. Ben Chilwell là option 2 nhá.
Cucurena đắt đấy chứ nhở? Cucurena nó hơi thấp một tí thôi nhưng mà ngon đấy. Cucu bao nhiêu nhở? Cucu lương bao nhiêu nhở? Cucu có một mùa đẹp lắm. Để tôi xem mà cucu mùa nào nhở? À, cucu nó lở đắt lắm. Thôi anh ạ, không lên đầu tư con cucu nó cao như vậy đâu. Đấy, những cái form của anh em mình tầm mưng 18 quay đầu thôi nhá. Thì giảm củ tỏi xuống một xíu cũng được. Có Ben Chilwell, có Marcos Alonso này, có Van Aanholt này. Van Aanholt lại rẻ nhá. Van Aanholt này cũng chân 54, chạy 112 có mà tốc độ. Thực ra thì nó cũng nhiều lựa chọn các bạn. Anh em thích con nào thì mua con đấy thôi. Đấy, Van Aanholt cũng được các bạn nhá. Van Aanholt cũng được, hoặc anh em lấy Ben Chilwell, Marcos Alonso đều ổn nhá. Chưa ạ, tôi cứ lấy tạm cho anh em trước thôi. Còn lương 18 quay đầu là con thủ môn. Thì tôi giảm con củ tỏi đi nhá, bỏ củ tỏi mùa này đi. Củ tỏi mùa này lương 19. Thực ra anh em lấy con Mendy bắt được mà. Thực ra chán tỏi lấy Mendy bắt ok các bạn. Nhưng mà thằng Mendy này lém xa nó lại không hay như củ tỏi. Củ tỏi lém xa nó tốt hơn. Có mấy cái mùa lương 18 quay đầu các bạn này. BOE này cũng được này. MOG này ok nhá. MOG 1-1. BOE này có 1-1. Đấy là cái lựa chọn hay cho các bạn. Thậm chí anh em lấy FS nào cũng được rồi. Thôi lấy một con tỏi mùa BOE nhá. Team này của em là hết các chấm luôn đấy. Nha, dư đúng một lương cho em, dùng đúng một lương cho em, cho cái đội hình nó một chút lấn cấn. Sau này thì thích lâng gì lâng nhá. Rồi, cuối cùng thì với đâu đó khoảng hơn 100 tỷ, chúng ta đã hoàn thiện xong một đội hình của Chelsea cực kỳ cháy phố. Với tầm tiền này, người đá cao nhất tràn công không ai khác sẽ là Shevchenko. Với full cộng 5 thì chúng ta sẽ chỉ lựa chọn được Shevchenko với mùa giải cáp thôi. Còn nếu như có nhiều tiền hơn nữa thì anh em phải lâng lên Seva của mùa Legendary hoặc là Icon. Nếu như các bạn không thích chơi cộng 5 thì có thể giảm xuống Legendary cộng 3 cũng được nhá. Nhưng ở đây chúng ta đang chơi full 5 nên là Seva cáp là lựa chọn hay nhất dành cho Chelsea với tầm tiền này. Ở đây thì của mình vẫn chưa được boosty color đầy đủ và cũng như là full level thôi. Nếu như full level thì Seva chạy đâu đó cũng khoảng 126-127 đấy ạ. Rất nhanh nha. Ở bộ ba hỗ trợ dành cho Seva đều là những cái tên có hai chân như một, là Hazard back bên trái, là Brainer của mùa 21U ở trung tâm, và bên phải là Pedro của mùa Úc. Bộ đôi trụ sẽ có Rutgullit của mùa BTB, bên cạnh là Balak của mùa EBS. Bộ tứ các phòng ngự chạy cũng rất bốc với Tomori NL cộng 6, Rudiger 21U, JCJ bên trái, Van Aanholt bên phải, và ở vị trí gác nền là Thibaut Courtois của mùa BOE. Được chưa ạ? Một hình cũng rất ổn nhá, đẹp. Lương 229 có một tí gợn nhưng mà thôi, như thế cũng ổn rồi. Ở vị trí dự bị thì chúng ta sẽ có thêm một hai những con hàng bác chủ mua thêm, đó là Morata của mùa E21, là Kinkai của mùa 21U và Michael Essien của mùa MC. Được chưa ạ? Ba lựa chọn dự bị tôi nghĩ cũng rất là ổn rồi. Essien đá giữa thì anh em phải đẩy Rudiger lên cao cũng là một lựa chọn hay. Rồi, nói chung là như vậy thôi. Chúng ta sẽ đến ngay với những bước chạy đầu tiên của đội hình này. Rồi, chúng ta đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của Chelsea trăm tỷ này. Kiểm tra sức mạnh với những trận đấu đầu tiên. Rồi, mạnh mẽ lên luôn, công nhiệt tình luôn. Rồi. Xong rồi đấy. Ôi đấy. Vào rồi đấy ạ. Xong rồi đấy. Gọn nhờ. Thì hướng phối hợp rất gọn. Đó là Shevchenko, một hàng đầu tàu uy tín nhất cho team color của Chelsea. Pedro. Pedro chặn cái máy nhỉ. Chớ hết chưa? Càng cái đội hình này em chớ hết. Torres mua mùa là ngon. Ai à? Nhãn quan đẹp nhờ. Phía xa thủ môn anh đứng đây từ chiều. Cuộc qua xoạc. Ông hay như vậy nhờ. Xong bóng lại đúng góc chân của thằng kia xa được nhờ. Mình quyết đoán là vào rồi ở đấy. Hơi ẩu. Hơi chậm. Trung đã uy scan 10.000 đồng. Son kép cộng 8 có hơn 23 tỷ cộng 5 không anh? Chữ đá anh, chữ đá. Cả hai đều là những cái con rất là khét đẹp đấy chứ. Mấy con đấy chênh nhau chắc tầm 3-4 lương đấy nhỉ. Cũng bắt được à? La phồn. Cho thấy mắt tốc độ. Chạy cái ngon luôn. Cứa là chết. Kèm đi. Mùi điếm là cứa chết được luôn. Kinh đi. Góc đấy là quá thanh càng. Này đáng xa sợ lắm. Tôi vùng trước.
Jun đã WeScan 10.000 đồng. Em đá mà tay cầm đứa Jun. Không được kìa. Nhẹ quá, đúng như người kìa. Sợ nhất khi là để Costco sút được. Costco sút được là chết chắc. Hay thế nhờ, sức chạy cô kìa. Và xử lý rất điềm tĩnh trong vòng cấm nha. Ôi á. Ấu ơi, Ấu ơi, Ấu ơi, Ấu ơi. Đúng quả này quả Ấu mà biết ngay quả Ấu mà. Rõ ràng Benanti phím 9 cho Ilop. Câu chuyện nó rõ ràng thật. Đó là King Kai. Ông Hoàng Cô Ben có bao giờ là anh em thất vọng không? Hay nhờ. Mẹ Postco đánh đầu quả gác thế. Được, của đấy 2. Rồi Ben nhá. Chúng ta để với Ben T. Thử phách bắn giữa. Cáo nhờ, huân màu u quả cáo thế nhờ. Đẹp. Mặt đúng rồi đấy nhá. Thế bao giờ? Bên căng nhờ. Bên căng ấy nhờ. Bên căng quá nhờ. Đoán nhầm rồi. Phải bắt được quả này của Randrick. Có cái góc đấy à? Cái góc đấy nhỉ? Dêm. Mình đổ đúng ấy mà không ăn được kìa. Trận này huân MU2 đã có thể cân bằng tỷ số. Không thể dễ gì không chẳng. Cái kèdip mình quá đau nhờ. Bóng trở lại. Ngã kìa. Đi va chọc đấy, chạy xong rồi, đường bóng đẹp nhỉ. Nhìn mọi người biết xong rồi. Để sao lên là chết. Lên là chết. Quá gọn gàng luôn. Sợ này. Sút thế này thì ai sợ rồi. Van der Sar lên tiếp. Anh Hoàng Cô Bên đá với anh em câu ở hai quả. Nghe mất lòng anh em thật. Rất mất lòng anh em. Đá ranh thì không sao, rất mất lòng. Không bao giờ muốn ghi bàn như thế này. Không bao giờ muốn ghi. Nhưng mà anh em không bắt được cái đẳng như thế. Bịp, anh có cái gì mà bịp. Anh có cái bịp gì anh em đâu kìa. Anh em sao nhở. Mẹ sút được quả vậy á. Eden Hazard quả gớm nhở. Like vui vẻ. Anh nghĩ là MC thắng tầm 2021 rồi đấy. Nhẹ nhờ. Bruyne những quả đấy là quả cơ bản. Đã tới HE lên sóng R hóng quá ha. Câu chuyện rất hay. Ủa, mọi người hay quá nhờ.
xứng đáng của bàn thắng cho em. Ơ quả đẹp mẹ tôi bắt đúng hướng rồi mà. Thực ra quả đấy đéo bắt công ra ngoài ạ. Sao lại vẫn ghi bàn được nhỉ? Buồn cười đấy. Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất chơi Tết 2023, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com.